Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cặp đôi nhà BMW và Suzuki đỏ chén đầy mê hoặc. Trong một cuộc phần có lớn hiện nay, ắt hẳn cái tên BMW S1000 RR hay Suzuki ZX R1000 không còn là lắm anh em chơi xe. Và trong clip hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng dung nhan hai cái chiếc sport hàng đầu của hai hiệu sản xuất đỉnh đám này, đỏ dán dưới cái gầm gửi xe đầy chất chơi. Cả hai đều được thiết kế cái khối động cơ lực 4 xanh DOC 1000 phân khối, chế cái mã lực cạnh tranh nhau theo từng hệ, là biểu tượng đặc trưng cho một cúp Sportline của hai hiệu Nhật Bản và Đức. Với thân hình là cá tính riêng và cả hai đem lại những cái cảm xúc lôi cuốn cho những cái fan hâm mộ riêng cho mình. Và hôm nay hai cái chú cá trong cái làng đặc sự biết một lần nữa được đội chén với nhau, tạo những góc ảnh đẹp đi sâu vào lòng người hâm mộ. Cả hai được tạo một điểm nhấn nổi bật trên thiết kế tiêu chuẩn, đó là họa tiết tem thể thao được phối cũng rất đặc biệt trên tổng thể hai cái chiếc xe, làm tăng cái vẻ đẹp thể thao, tạo được cái tính riêng cho từng sản phẩm. BMW S1000 RR sở hữu thiết kế đặc trưng cái đèn pha bất đối xứng của thế hệ năm 2018 vừa được kết thúc gần đây, trong khi cái chiếc Suzuki ZX R1000 mang thiết kế năm 2016 trở đi. Nó đặc biệt hơn với cái đèn pha hình cánh chim hay cây hút gió cỡ lớn hai bên. BMW S1000 RR 2008 được trang bị hệ thống cái động cơ là 999cc, 4 xăng bán hàng làm mát dung dịch, sinh ra cái công suất 199 mã lực tại vòng tua là 13.500 phút, môn men sắc cực đại là 113 cm tại vòng tua 10.500 phút, đi cùng hộp số 6 cấp. Và giá của BMW S1000 RR 2018 tại Việt Nam rơi vào khoảng là 599 triệu Việt Nam đồng tại thời điểm ra mắt. Sức mạnh của chiếc Suzuki ZX R1000 2016 vẫn tính từ cái động cơ là 4 xăng thẳng hàng DOC với một cái dung tích là 999cc, tốc công suất cực đại là 194 mã lực tại vòng tua là 12.000 vòng/phút và một cái moment sức cực đại là 120 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số 6 cấp với 3 chế độ lái khác nhau. Vario 110 đột cái dàn chân khiêu chiến. Các chiếc Vario 110 là một trong những cái mẫu tay ga top lên đẹp đẳng cấp rất được ưa chuộng. Từ lúc nhìn lại đến nay, cái mẫu xe này đã xuất hiện nhiều bản độ đắt giá, thuộc sở hữu của rất nhiều biker chơi xe trên toàn quốc. Cụ thể là các chiếc Vario độc kiện như đây. Xem tổng thể ta thấy con chiến mã khoác cho mình bộ áo mang cái gam màu xanh ngọc bích, top lên được cái sự trẻ trung, năng động và đầy cá tính. Đi cùng với đó là những món đồ kỳ kỳ có mức giá trị được các lên xe một cách mỹ, đem lại sự đẳng cấp hiệu năng mạnh mẽ khi xe hoạt động. Và chúng ta cùng xem nhé. Hai miếng tay lái lắp đầy khoảng trống rù xéo Rizoma cấu tạo từ nhôm CC sắc sảo trong từng chi tiết. Phía dưới là ổ khóa smart key được bao bọc phía bên ngoài titan cực đẹp. Chẳng có thấy người chủ lỡ bỏ lớp zin, thay đó bằng cái lớp của Michelin MotoGP mẫu mới. Với cái thiết kế chậm chất hào nhưng cái độ bám đường là cực tốt. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh mẽ để của Rainbow Auto với cái size cực lớn với kích thước là 250, kết hợp cùng với đĩa Rainbow Hail Fando đi cùng cái lồng nhôm CC giác âm từ máy cho được chính xác cực cao. Và cốc này rất là chất chơi, trang bị cho mình chơi bột Harlin bình dầu trời thương hiệu đẳng cấp tên tuổi quốc tế không kém cạnh Việt Nitron. Biệt sổ cái món đồ chơi này là niềm ao ước rất nhiều nơi chơi xe. Giá trị đi đâu cùng với chất lượng, cho nên không có gì bàn cãi diễn tả được sự im ái mà nó mang lại. Người chủ rất mạnh tay khi trang bị một cái ống xả 4 rốt. Đây cũng là một cái dòng vô đẳng cấp được các biker chơi tay ga yêu thích, đặc biệt là những chiếc SX. Ta thấy ngoại hình của nó rất hằn hổ, thể thao, được tăng lùng rất nhiều nên mức giá bán cũng cao ngưỡng. Cái mẫu vô này có thứ âm thanh đặc biệt rất tuyệt vời, cực ấm và cực hay. Phía miệng vô cũng được tạo một điểm nhấn bằng hai chốt rô ti. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để trực tiếp nhớ like và subscribe.